Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 16 tháng 5, phiên tòa xét đơn kháng cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng các bị cáo khác trong vụ kit test Việt Á tiếp tục với phần xét hỏi. Hội đồng xét xử dành thời gian để nghe các bên liên quan trình bày kháng cáo. Tại tòa, bà Đàm Thị Trinh, mẹ bị cáo Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á cho biết bà kháng cáo liên quan số tiền hàng trăm tỷ đồng đang bị phong tỏa. Theo lời trình bày của bà Trinh, đây là số tiền vợ chồng bà tích cóp mấy chục năm qua do kinh doanh và do bà được cho. Bà mong hội đồng xét xử xem xét cho vợ chồng bà được nhận lại số tiền trên. Bà Trinh khẳng định bản thân bà có ba con trai, do việc cần tiền làm ăn thì bà tạo điều kiện cho việc mượn. Tiền việc chuyển đến bà không biết có từ nguồn nào. Số tiền này các cơ quan tiến hành tố tụng xác định đây là tiền có được do hành vi bất hợp pháp của việc mà có. Do đó, chuyển đi đâu thì cũng phải thu hồi. Việc bà cho việc vay tiền là quan hệ khác. Tòa giải thích cho bà như vậy. Chủ tòa nói và cho rằng, dù bà cho việc mượn trăm tỷ hay nghìn tỷ, thì bà đòi con trai bà sau. Trước giải thích của tòa, bà Trinh nói, Tôi không biết con tôi làm ăn như nào, tôi chỉ biết con tôi vay của tôi, vay từ năm 2008. Về nguồn gốc số tiền cho việc vay, bà Trinh giải thích, đó là tiền tích cóp của những năm còn trẻ, một phần đến do người thân gửi về và một nghìn cây vàng của hồi môn của bà. Bà Trinh trình bày, hoàn cảnh vợ chồng bà đã già rồi, không làm được gì nữa. Trước đây gia đình kinh doanh, đây là tiền tích cóp hàng chục năm. Giờ tôi đang nợ người ta, không có tiền trả, mong tòa xem xét. Chủ tọa phiên tòa cho biết, hội đồng xét xử có nhận được nhiều tài liệu. Trong đó có cả vi bằng được lập về việc vay mượn trước đây, nhưng là bản sao, không có chữ ký của ai. Lúc này, luật sư bảo vệ của bà Trinh cho biết, bản chính có đầy đủ chữ ký, còn bản sao thì không. Luật sư có hỏi thừa phát lại lý do bản sao không có chữ ký thì được giải thích rằng đây là quy định của Bộ Tư pháp. Liên quan đến vấn đề này, hội đồng xét xử đã hỏi Phan Quốc Việt. Ông chủ Việt Á khẳng định có quan hệ vay tiền với mẹ nên hai lần chuyển tiền trả mẹ vào năm 2021. Theo lời khai của Việt, Việt Á có nhiều nguồn thu, trong đó có kit test COVID-19 là một nguồn thu. Tại sao vay từ năm 2008 đến năm 2021 mới trả, chủ tòa hỏi. Bị cáo Việt giải thích, bản thân đầu tư nhiều dự án lớn, tiền nằm trong dự án không ra được. Năm 2021 mới có khoản thu từ kit test, trang thiết bị, sản phẩm khác lên đến nghìn tỷ. Bà Hồ Thị Thu Thủy, vợ bị cáo Phan Quốc Việt, kháng cáo với đề nghị hủy bỏ việc kê biên, phong tỏa hai sổ, thẻ tiết kiệm đứng tên hai con với tổng số tiền 20 tỷ đồng. Bà Thủy trình bày, số tiền 20 tỷ đồng này là tiền tích cóp trong hơn 10 năm của hai vợ chồng bà để cho các con ăn học. Sau đó mở sổ tiết kiệm từ tháng 9 năm 2021, khi hội đồng xét xử hỏi tiền đó từ ai chuyển cho, bà Thủy cho biết tiền này do chồng chuyển. Trước lời khai của bà Thủy, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho rằng, thời điểm mà bị cáo Phạm Quốc Việt chuyển tiền cho vợ gửi tiết kiệm 20 tỷ đồng cũng là thời gian việc thu lợi bất chính từ việc bán kích xét nghiệm. Còn chủ tịch Việt Á khẳng định, số tiền 20 tỷ nói trên từ nhiều nguồn khác. Công ty Việt Á có nhiều hoạt động kinh doanh, nhiều sản phẩm, không chỉ kích xét nghiệm. Về phía các nguyên đơn dân sự, CDC Hải Dương xác nhận số tiền thiệt hại hơn 73 tỷ đồng như bản án sơ thẩm nêu. Đại diện CDC cho biết khi dùng kit test của Việt Á có thu tiền của các cá nhân, đơn vị. Tuy nhiên, do liên quan vụ án, số tiền này vẫn đang giữ trên tài khoản chưa hạch toán nên chưa biết lỗ lãi ra sao. Trong trường hợp CDC Hải Dương được bồi thường thiệt hại thì số tiền này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. Đại diện CDC Bình Dương cho biết, việc sử dụng kit test Việt Á, CDC Bình Dương không thu tiền của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Nếu được bồi thường, CDC Bình Dương sẽ nộp ngân sách nhà nước. Theo ghi nhận vào sáng nay, các bị cáo trong vụ án kit xét nghiệm Việt Á được cảnh sát dẫn dài tới trước cổng tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Hôm nay, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử với 38 bị cáo trong vụ án công ty Việt Á biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu của đề tài thuộc sở hữu nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của công ty Việt Á, sản xuất, bán thương mại trên cả nước với giá nâng khống, thu lời bất chính đặc biệt lớn. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt bị xét xử về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ngày 27 đến ngày 29 tháng 12 năm 2023, Tòa án quân sự thủ đô xét xử Phan Quốc Việt và 6 bị cáo khác trong vụ kích xét nghiệm Việt Á liên quan Học viện Quân y, nơi thực hiện đề tài nghiên cứu, kít test Covid-19. Trong đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt Phan Quốc Việt 25 năm tù về hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long bị xét xử về tội nhận hối lộ Do sáng nay, số lượng bị cáo nhiều nên cảnh sát đã dẫn giải các bị cáo theo từng tớp. Mỗi bị cáo được hai cảnh sát áp giải và đi theo thứ tự. Vụ kích xét nghiệm Việt Á là vụ án được dư luận và xã hội đặc biệt quan tâm. Trong vụ án, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành phố cả nước và doanh thu hàng ngàn tỷ đồng. Vụ án dự kiến sẽ được Toán Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử trong 20 ngày. Bị cáo Phan Quốc Việt bị phạt 25 năm tù vụ kit test xét nghiệm Việt Á. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á 25 năm tù về hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Chiều 29 tháng 12, sau 3 ngày xét xử, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ kích xét nghiệm Việt Á liên quan Học viện Quân y. Cựu vụ phó là người khởi xướng Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo vì động cơ vụ lợi đã phạm tội trong kỳ nghỉ dịch bệnh, hành vi gian dối của các bị cáo trong việc tiếp nhận, nghiên cứu, nghiệm thu, quyết toán số tiền Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện Quân y nghiên cứu đề tài đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng. Xét tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến tính đúng đắn của cơ quan tổ chức quân đội, hành vi này cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là vụ án đồng phạm đơn giản. Trong đó, bị cáo Trịnh Thanh Hùng vì động cơ vụ lợi, khởi xướng giữ vai trò chính, bị cáo Phan Quốc Việt là người thực hành tích cực, xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt 25 năm tù. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ Khoa học và Công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận mức án 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Bị cáo Hồ Anh Sơn, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược Học quân y, Học viện Quân y nhận mức án 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á nhận mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Văn Hiệu Cựu trưởng phòng trang bị vật tư nhận mức án 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Ngô Anh Tuấn, cựu trưởng phòng tài chính, nhận mức án 4 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Lê Trường Minh, cựu trưởng ban văn hóa nhận mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ vụ án, do vụ lợi cá nhân nên từ tháng 1 năm 2020, Trịnh Thanh Hùng thông đồng với Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn đưa công ty Việt Á vào tham gia đề tài nghiên cứu kit test Covid-19, sau đó để công ty Việt Á được cấp phép và sản xuất thương mại trái pháp luật bộ kit. Hành vi của bị cáo dẫn đến quy trình nghiên cứu của Học viện Quân y không có sản phẩm được thử nghiệm, đánh giá và hậu quả là đề tài không hoàn thành. Hồ Anh Sơn còn có sai phạm trong việc mua bán băng tôn, ống môi trường, dán nhãn Viện Nghiên cứu Y Dược Học Quân Y và cung cấp cho công ty Việt Á để bán cho các cơ quan tổ chức sử dụng trong phòng chống dịch. Qua đó, các bị cáo được hưởng lợi trái phép từ 1,2 tỷ đồng. Trong năm 2021, Học viện Quân Y tổ chức trung tâm xét nghiệm giã chiến tham gia hỗ trợ phòng dịch COVID-19 ở một số địa phương, trong đó có Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh. Học viện Quân Y không thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định, bị cáo Nguyễn Văn Hiểu đã cho công ty Việt Á ứng trước kit xét nghiệm. Sau đó, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không tuân thủ các quy định của luật đấu thầu, do vậy không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu. Viện kiểm sát xác định giá kit test trên có các hợp đồng mua bán giữa Học viện Quân y và công ty Việt Á không đúng giá trị thực, gây thiệt hại cho Học viện Quân y số tiền 27,7 tỷ đồng. Ngoài số tiền hơn 2,4 tỷ đồng đã chi cho bị cáo Hồ Anh Sơn, công ty Việt Á còn chi hoa hồng cho bị cáo Nguyễn Văn Hiệu hơn 3,5 tỷ đồng, bị cáo Ngô Anh Tuấn hơn 1 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.